chấm hơi tiêu là chấm cho chấm ăn pra mồi thêm hộp tiêu đá khăn đấy khăn đấy còn không à tiêu đá khăn thạch còn không mà phơi màu thoải mình được luôn. Ôi, coi nhìn đi. Mình đã chiếc cỏ ấy nè. Đừng có đây nè, khi đem vai lô. Ê, có đây rồi con. Chẳng đi con này cá hả? Dục đấy nè, á, cái lòng. Dục con này. Thì ai đừng ngồi bay thế này chụp qua chưa ra cha tiểu đá trời ơi mà ngắt mà thơm hồn á là buồn thật tới cái thường hôn nó nghe thành tình là cái thường hôn yên đấy yên những lúc mất tôi chen thì á tha vòng kia chen đấy thì cái sao mà cái chen tha vòng kia chen đấy sao mà kia chen nên ba em nghe hỏi chim nữa á trời lỗ chim đấy chúng ta à thì chim đấy đợi cho nó mà cút tìm ra cho cái bà này Trap mày kmay, tao con chết hôm hoài chung con mày kmay dang ruay. Dù vậy nòm nè nòm trong hơi tiêu đã yên có từ lo ai cho lo cả từ lo tao đấy thôi cho bà đấy đi cho bà đấy lên dây mà có đây cái lõi nè từ đây đặt tiếp ba cùng thông thông tê rụng chưa